Đấy. Cả phiên chợ kết mỗi em này đây các bạn, kết mỗi cặp sừng của em này thôi. Còn về ngoại hình của nó thì mình vẫn chưa thích lắm, nhưng mà về cặp sừng là mình thích nhất các bạn. Đấy. Đây, mình sẽ quay ngang cho mọi người xem ngoại hình của nó này. Đây, trâu cao 1m36. Đấy, trâu này là cũng tầm 10 tuổi rồi. Nó cũng chững chạc rồi, nên nhiều khi nó có kinh nghiệm ạ. Thường thường là người ta hay chọn trâu, ví dụ hai con trâu mà ngang nhau thì là người ta sẽ chọn trâu già các bạn. Chọn trâu già để chọi, bởi vì những con trâu nó rất là lì và nó cũng có kinh nghiệm một phần nào đó rồi. Không thấy chỗ nào giao dịch nhỉ? Kiểu người ta giao dịch nhưng mà người ta cứ đứng hai người với nhau ấy, người ta bàn với nhau ấy, thì mình quay những cảnh đấy rất là ngại. Thứ nhất là người ta cũng không muốn cho quay. Đấy, quay những cái ảnh đông đông súng đông vào rồi trả giá báo giá cơ, thì những cái cảnh đấy thì quay rất là dễ. Còn những cái cảnh mà hai người mà đứng với nhau ấy, thì là thường thường là người ta bí mật, người ta sẽ không nói các bạn. Nên là thường thường là chúng ta rất ít quay được những cái cảnh người ta giao dịch. Và nếu mà có hỏi trực tiếp ấy, thì người ta cũng không nói thật. Đấy, có khi là người ta cũng trả lời lịch sự, người ta trả lời vì lịch sự nên là người ta vẫn trả lời. Nhưng mà để mà nói thật giá thì chắc chắn là người ta sẽ không đưa ra cái giá chuẩn cho mình. Đấy, vì thế là hỏi nó không được chính xác. Đấy. Khu vực này khá là nhiều. Chỗ này ông biết bao cơ đâu. Chỗ này nó còn hơn cả chỗ của ông nọ. Làm gì Phương ạ? Chỗ của ông nọ có 1 ngày. Trăm một cái gì? Cái này không? Mua 18 triệu. Rồi đi tiếp các bạn. Chúng ta sẽ chưa gặp chỗ nào thì chúng ta chưa dừng. Bao tiền? 200 cứ cười bốn người biết mình bán bao tiền. Đấy, người ta đang xem con nghé này các bạn. Nghé đực thì đéo thích, nó bạc nhiều, kể cả cao hơn 1-2 triệu cũng được. Nghé cái thì có thì sai mà nó bóng là chúng mình thế mà kiếm một chỗ. Thế mà kiếm một chỗ. Thế là có con khao. Con này đánh một tí nó chạy ơi, con kia không đánh ạ. Con đấy không được, con đấy sừng đẹp quá. Không phải à, sừng đẹp không biết dùng thì không biết tác dụng. Chúng ta đợi tí nha, người ta đang xem con trâu di và một con nghé kia. Bán cho người ta, mẹ mù bán nó dễ chứ. Bây giờ nó còn ăn bú này về nó kêu ác quá. Thôi, chúng bây giờ thì chúng ta sẽ ra đầu cổng một tí các bạn. Đây ở khu vực ở đầu cổng đây các bạn. 17 củ. Rất tiện.
Con này là người ta đang trả 17 triệu. 17 triệu. Một con trâu, con trâu mẹ. Châu này có khuyến mãi thì tốt quá nhỉ. Bán khuyến mãi rồi. Ok các bạn nhé, người ta đang xem con này này. Đấy, một con trâu mẹ. Vâng. Là hai cái, hai tay hai súng, hai tay hai cái. Ok các bạn nhé, người ta đang trả con trâu này với giá là 17 triệu thì bác ấy chưa bán này. Đấy. Một con trâu cái. Đấy, con trâu này nếu mà 1-2 ngày trước ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm mấy phiên trước ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm 15-16 thôi. Mà hôm nay thì chắc có lẽ là giá nó lên một tí nên người ta báo cao một tí. Đây chúng ta sẽ ra ngoài cổng xem có gì không. Ôi ngoài cổng đông quá, chật từ ngoài cổng chật vào trong. Ôi bài này, đây là khu vực lẻ này. Ở đây có hai con trâu cái, bác ấy mua bác dắt đi, dắt đèn xe này các bạn. Bây giờ là trên bãi chật quá là không có chỗ nào để. Đấy, bán được con, mua được con nào là người ta sẽ dắt xuống xe luôn. Nhiều nhờ. Đấy, hy vọng là đến trưa gần hết các bạn. Nói chung là buổi sáng nay thì mình vừa đi hỏi mấy người thì có mấy con, 4-5 con là họ cũng bán hết rồi. Tất nhiên là có người bán được, người không bán được các bạn. Không phải là không bán được, bán được chậm ấy. Trên kia nó kín xe làm gì có chỗ nào mà đóng. Nó còn đùi à? Đấy, trâu nhiều quá không có chỗ nào buộc trâu các bạn. Wow, nhiều chưa? Đứng ở trên cao thì chúng ta mới quan sát được xuống toàn bộ khu vực chợ trâu này các bạn ơi. Rất là nhiều. Nếu mà so với chợ Bắc Hà mà phiên trước mà so với công ni ngày hôm nay thì chợ Bắc Hà thì vẫn bán chạy hơn các bạn. Đây, mình sẽ đứng ở đây một tí để quay toàn bộ cho mọi người xem cảnh bà con bán trâu nhiều nhờ. Các bạn này thấy thật sự là hôm nay so với phiên trước là nhiều, quá nhiều. Và khoảng 2 tiếng nữa thì mình sẽ tiếp tục livestream ở trên kênh để xem cuối giờ nó như thế nào nhé. Còn nếu mà để mà quay một mạch từ giờ đến cuối giờ ấy, thì chắc chắn là nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Mình sẽ hy vọng là tầm khoảng 2 tiếng nữa chúng ta sẽ quay trở lại và xem số lượng trâu bò còn nhiều hay không thì là chúng ta sẽ biết được. Đấy, ngay từ đầu các buổi live thì là các bạn để ý số lượng trâu nó như thế nào nhé. Và 2 tiếng nữa thì xem số lượng trâu như thế nào. Đấy, xem có bán chạy bằng Bắc Hà hay không. Nhưng mà trong đầu suy nghĩ thì nếu mà để mà bán chạy so với Bắc Hà thì chắc chắn là không bằng rồi. Nhưng mà kiểu gì là cũng vãn đi các bạn. Con đỏ chó này.
Đấy, ở đây là người ta đang xem trâu cặp này. Một con nghé và một con trâu mẹ. Hình như là gần giáp Tết mình thấy là ít nghé hơn các bạn. Ngày hôm nay thì trâu thịt, cái trâu mà để người làm thương phẩm thì nhiều hơn. Cái dòng nghé thì cũng có nhưng mà số lượng thì ít hơn các bạn. Mấy cái tuần trước thì nghé rất là nhiều, nhưng mà chúng ta để ý kỹ lại, nhìn quan sát kỹ lại thì đa số là toàn trâu to thôi. Những con trâu mà trên 20 triệu, những con trâu mà từ 25 triệu và đến 50 triệu đổ xuống ngày hôm nay cực kỳ là nhiều. Đấy. Ngày hôm nay là người ta báo cao, những con trâu mà người ta báo từ đầu năm trở xuống là rất là nhiều. Và nhiều nhất vẫn là tầm đầu 4 các bạn. Đầu 4 từ 45 trở xuống đến tầm 35 thôi. Trong khoảng từ 35 đến 45 ấy. À, những giá tầm cơ đấy thì hôm nay cực kỳ là nhiều các bạn. Thôi chúng ta sẽ đi tìm xem ở chỗ nào giao dịch nhé. Sao chả thấy chỗ nào nhỉ? Nói chung là người ta vẫn giao dịch nhưng mà kiểu người ta đứng hai người ấy, là mình không biết được. Đấy nên đây này, chỗ này đông này các bạn này. Chúng ta sẽ ra chỗ kia đông xem có vị gì không nhá. Đây ví dụ như con trâu này người ta báo là 50 này. Đấy. À, người ta đang xem con này các bạn. Đây, chúng ta sẽ xem là người ta có bán con trâu này được không. Người ta đang bán con trâu đấy tầm 36, 37 đấy. Nhưng mà đang chốt đơn, chưa chốt được các bạn. Người ta đang hình lệch nhau khoảng 200.000 nữa. Không biết là người ta đứng ở đây tập trung xem cái gì đây. Mình thấy khá là đông các bạn. Chắc là người ta đang xem một con trâu sừng dài đây này. Cái con trâu này lúc mình quay cho các bạn rồi ấy. Đây con này này các bạn. Bảo Thắng Lào Cai. Vẫn thuộc Bảo Thắng. Con này chắc trâu. Kéo nhiều quá chắc trâu. Người ta đang bàn luận con trâu này các bạn. Đang xem.
Còn người ta bảo là con này hay kéo gỗ, chuyên kéo gỗ vậy. Chứ còn dòng trò chơi thì chưa biết, không biết là người. Xem có con nào. Ngoài kia có con sừng to ấy, không biết là ăn được con đấy không nhỉ? Ngoài kia có một con sừng rất là to các bạn. Không biết là con này, chắc là con này. Không biết là con nào, con này có đọ nổi con đấy không? Không biết là con này có giao lưu cùng được với con đấy không? Người ta đang tìm để ghép con này với một con nào đó các bạn. Con này 50 triệu. Xuống cho 10 triệu, 49 triệu. Xuống 1 triệu là 48 triệu. Xuống 1 triệu, 47 triệu à? Xuống 1 triệu là 46 rồi. 47 đi lâu rồi anh ạ. Không đợi 2 anh rồi. 50 triệu. Châu kéo xây được mấy cái nhà rồi. Giờ lại 50 triệu nữa. Châu. Con này mà béo tí nữa thì đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Rất tiếc là nó chủ chăm sóc chưa được tốt. Hay là nó làm việc và vất vả quá nên nó chưa được béo. Và con này thì người ta đang báo là 50 triệu các bạn. Bớt cho 1 triệu là 49 triệu. Không biết là các bạn thấy con này thế nào. Con này khoảng bao nhiêu tạ nhỉ? Nó gầy này. Nó không phải là gầy hẳn các bạn. Nó vẫn có thịt đấy nhưng mà 6 tạ, 6742. Hôm nay thì có bán được không? Xem là người ta có mua được con này không. Đợi tí các bạn. Con này phải 6 tạ mấy đi. Con kia béo cun cún đây. Con bùn đất này các bạn này. Ở đây là người ta đang đứng gần là toang ấy. Đi gần là húc. Ở đây người ta dắt một con trâu béo cho các bạn này. Con trâu này rụng hết lông rồi sao, đang thay lông rồi. Mình thấy nó rụng lông ấy. Đây cái con trâu khoang khoang này. Con này khung nhỏ nó béo nhanh nhỉ. Đấy, nhìn nó tròn tròn như hạt mít ấy. Rồi, chúng ta quay trở lại xem là người ta bàn con này. Đấy. Người ta đang bàn đến con trâu này các bạn. Nhưng mà chưa, đang tham khảo thôi. Người ta báo là 50 triệu. Đấy, người ta vẫn chưa chốt được. Tóm lại là cái con này thì là người ta đang đứng để xem thôi. Cái con cặp sừng cũng khá là đẹp. Và con này thì nguồn gốc và nó hay làm việc đó là kéo gỗ các bạn. Và người ta đang đưa ra con đấy với giá là 50 và 49 triệu thì người ta chốt. Đấy, tóm lại là như vậy. Chợ rất là nhiều nhỉ. Ở đây có con nghé đẹp này. Con nghé này mình vừa quay rồi. Đấy, có một con nghé khá là đẹp nhé. Ngày hôm nay ít nghé các bạn. Toàn trâu to đây, còn nghé giống thì rất là ít. Có nhưng mà số lượng nó không được nhiều. Đấy, mấy cái phiên trước thì rất là nhiều nghé. Mà phiên này thì nghé rất ít. Bây giờ là chủ yếu là gần Tết này, người ta bán dòng trâu thịt các bạn. Còn là da riêng ấy, da riêng người ta sẽ mua nhiều trâu nghé. Bởi vì là gần Tết rồi, nó cũng thuộc vào mùa đông này các bạn. Mùa đông mà nuôi thì nó lại không hiệu quả.
Đấy. Hôm nay chưa thấy cuộc giao lưu nào giữa các chàng trâu nhỉ? Đấy, mình đang định rình đi xem trâu giao lưu với nhau mà hôm nay rình mãi chưa thấy các bạn. Thôi tóm lại một câu chốt như thế này các bạn, số lượng trâu bò của chúng ta ngày hôm nay thứ nhất là nhiều. Đấy, thứ hai là về giá ấy, thì có cực rẻ. Đấy, siêu rẻ. Đấy, ba kia đang trêu là giá siêu rẻ. Nói chung là so với mấy phiên trước ấy thì nó có nhích thêm một tí thôi. Đấy, nhích thêm một tí và số lượng trâu tuần này cực kỳ là nhiều. Ở chợ Bắc Hà cuối tuần vừa rồi bán chạy các bạn. Thôi có lẽ là chúng ta sẽ quay. Có lẽ là chúng ta sẽ quay sau 2 tiếng nữa chúng ta sẽ quay trở lại xem số lượng như thế nào nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì có lẽ là xin tạm dừng ở đây. Hẹn mọi người vào video sau nhé. 2 tiếng nữa chúng ta sẽ quay trở lại và xem số lượng trâu bò bán hết chưa. Xin chào và tạm biệt các bạn nhé.